Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Minecraft. Hôm nay mình đã chế được một chiếc thuyền rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái chiếc thuyền này nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi vác chiếc thuyền này, đi bơi vòng vòng chơi xem sao nha các bạn. Ồ, và đây là hai cái đây là cái máy chèo của mình. Ơ sao nó cho chèo vòng vòng vậy? Thiệt là bá đạo quá đi. Ok, chúng ta đang đứng ở giữa biển luôn rồi. Cái này bơi sao đây? Ok, này xem vòng. Còn bên kia là chắc là đi tới. Ơi ơi, xây với đi tới các bạn ơi. Này là lần đầu tiên lái thuyền cho nên chưa rành các bạn. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok, và mình leo đây mình lái một hồi mình không biết nhà mình đâu mình về luôn. Ồ, đó là cái đám lúa hôm trước mình trồng kìa. Đó, hôm trước mình lại đây mình trồng cái đám lúa đó. Ồ, và bây giờ cái này nó cho mình chạy vòng chơi. Lái thuyền kiểu này chắc chết. Ơi chết rồi, chìm. Ồ trời ơi, chiếc thuyền nó đậu ấy quá. Leo lên để mình leo lên thuyền. Ơi dạ chết rồi. Trời ơi, leo lên thuyền chưa được. Ây dạ, trời ơi, thiên tình. Ui cha. Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Leo lên. Trời ơi, sao mà khó leo lên cái thuyền dữ vậy nè. Đâu rồi, rồi ok, chúng ta leo lên thuyền được rồi. Trời ơi, rối luôn các bạn ơi, rối đội hình luôn. Và bây giờ mình nữa là đang chèo vòng vòng. Ok, và đằng kia là có cái con nai hay là con heo gì kìa. Hello baby, con heo luôn. Ấy da, lọt thuyền nữa rồi. Khổ ghê chưa. Có chiếc thuyền đi chơi mà đi cái kiểu này là bị ướt hết luôn á. Ok, chúng ta có chỗ đứng rồi. Bây giờ chúng ta phải đi sang thăm cái con đó mới được. Ây da, muốn thăm cái con đó thật là khó khăn luôn. Ok, xem nào anh em, chúng ta sẽ gọi là đi quậy coi nào. Bây giờ sau khi đã test được chiếc thuyền rồi thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đâu rồi, đi kiếm cái con. Ấy da, trời ơi, ơi nguy hiểm quá các bạn ơi. Ok, chúng ta save game lại chút xíu và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình đi quậy phá nào. Ơi chiếc thuyền kìa, leo lao thẳng từ đây mà xuống dưới đó chắc có chết, chắc có là banh xác thôi. Ok, hôm nay mình làm được chiếc thuyền rồi. Ở đâu làm được chiếc thuyền rồi. Để hôm nào mình sẽ làm vài chiếc thuyền mình đi thả một vòng chơi cho vui. Ô, và bây giờ mình không biết đường đi về luôn các bạn ơi. À đây rồi, cái nhà đây rồi. Trời ơi, mình muốn khóc luôn. Ô, và đây là chú heo. Trời ơi, cái gì chứ, giờ này là đang đói bụng rã ruột luôn á. Ok, và đây là cái ngôi nhà xinh đẹp đáng yêu của mình. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng quậy coi nào. Ồ, than ở đây cũng có nữa nè. Ok, chúng ta cần một ít than để gọi là làm đồ các bạn ơi. À, than này là làm rất là tốt luôn, làm đuốc rồi à, nung sắt, nung kim cương, nung hột sòn luôn. Ok, có than là mới đốt được lò. Còn không có than là chúng ta đói nhăn răng luôn á. Than này còn nướng thịt được luôn á các bạn. Ok, xem nào. Và than này là nó nằm trên núi luôn, mình đang ở trên đỉnh núi các bạn. Các bạn muốn kiếm than thì cứ leo lên núi mà kiếm. Còn dưới đất đó là kiếm lòi luôn, lòi cũng mắc ếch ra vẫn không thấy cục than nào. Ok, rất là nhiều than luôn, hở đầu mỏi tay luôn. Cố lên nào anh em ơi. Ok, ok, tiếp tục cuộc hành trình nào. Bây giờ chúng ta sẽ quậy coi. Ồ, lượm được một đống than luôn kìa. Cái này chắc là hôm nay chúng ta thu hoạch được kha khá đây. Ồ, cái cúp này nó đào gọi là đào tốc độ luôn các bạn ơi. Ok, mình đào mình thẳng kiếm sỏi luôn. Kiếm một ít sỏi để mình có thể có thể di chuyển hay là có thể leo lên đi săn đồ, chúng ta có thể kiếm được. Ấy da, ok, xuống lụm lụm. Oh yeah,
nó lụm sạch sẽ luôn và hết than rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi quậy coi nào. Tăng 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 tăng. Đây là một khu khá là rộng lớn luôn. Na na na. Ok, cái chiếc thuyền của mình là mình dẹp nó luôn rồi. Bây giờ mình cần một ít gỗ nữa để làm đồ các bạn ơi. Gỗ là chúng ta phải lấy cây búa chúng ta đào nó mới được. Cái búa mình bỏ đâu mất tiêu, đây rồi, cây búa đây rồi. À, búa chặt gỗ là gọi là cực kỳ bá đạo luôn. Ok, là có gỗ, chơi cái game này chúng ta cần rất là nhiều gỗ luôn. Gỗ chúng ta mới chế được vũ khí, cuốc hay là đủ thứ trò hết. Ấy da. Ơi. Ok, đây là cái hang lúc trước mình đào đây. Và bây giờ mình sẽ đi săn tìm gỗ các bạn ơi. Ok. Có gỗ mình đã chế được cái con tàu các bạn. Đây. Ten ten. Và các bạn thích cái game nào hay là các bạn muốn mình chơi cái trò gì, đừng quên comment bên dưới video nha. Mình sẽ làm cho mọi người xem cho vui. Ok. Ồ, và đây là cái cành cây hay sao ấy. Đây rồi. Phía trên đây luôn. Ok, cái cây này dường như nó rất là bự luôn. Rồi, hết rồi, hết rồi các bạn ơi. Ây da, trời ơi, mất hết nửa giọt máu. Chỉ vì một chút xíu mà chúng ta đã mất hết nửa giọt máu luôn rồi. Ok. Xem nào. Ở đây là cái cây lúa mình trồng đây các bạn. Ô, đằng kia là có cái con vịt, là có con gà các bạn ơi. Đây là cây lúa mà mình trồng đây. Để bây giờ mình gặt nó coi. Ok. Ơi, trời ơi, gặt nó mà nó rớt xuống nước hết rồi. Ôi, hạt giống rớt xuống nước hết rồi các bạn ơi. Chúng ta đi lụm mới được. Đâu mất tiêu rồi. Ôi, chết. Cái gì chứ? Lọt xuống nước là chết các bạn ơi. Ok. Ô, trời gần tối rồi, chúng ta phải tìm đường đi về thôi. Ô, cái con gà này sao nó bơi được ta? Con gà mà biết bơi, gà này gà xạo. Con vịt người ta mới biết bơi chứ. Gà xạo hả gà? Ok. Mình mới xử nó xong luôn. Tốc độ luôn các bạn ơi. Ô, và bây giờ mình phải đi tìm đường về nhà thôi. Trời tối rồi. Trời tối rồi mà ở ngoài là chết. Ô, biết leo xuống mà leo lên mình không biết đường mình leo, chết rồi. Ok, cứ từ từ, không có việc gì phải vội vàng hết. Ok, đây rồi. Mình thấy có cây đuốc là mình vui rồi đó. Đây rồi, nhà mình đây rồi, he he. Ok, quá tuyệt vời. Mình đã tìm được tới cái nhà của mình rồi. Chui vào nhà thôi. Đóng cửa lại. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cảnh ban đêm ở nhà của mình, lầu 1. Đây. Rất là đẹp luôn. Chúng ta gọi là đang đứng ngắm cảnh luôn. Xem có con zombie nào ở phía dưới không vậy? Cầm cây kiếm đi cho nó ngầu. Ồ, bên đây không có thấy con zombie nào hết. Bầu trời đầy sao luôn. Có mặt trăng luôn. Ok, để mình qua cái cửa bên kia. Cửa bên đây có cái gì không? Ok. Không thấy con zombie nào hết luôn các bạn ơi. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người thích cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì đừng quên comment bên dưới video.
mình sẽ cố gắng tìm hiểu cho và làm cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ồ, con zombie kìa.